Tại thành phố Đà Lạt, Thiền viện Vạn Hạnh vừa tổ chức lễ khánh thành. Tham dự có ông Hà Phước Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, các tăng ni, Phật tử trong và ngoài địa phương cũng đã về dự. Sau 20 năm triển khai xây dựng, đến nay, Thiền viện Vạn Hạnh đã xây dựng hoàn tất các hạng mục công trình kiến trúc Phật Pháp. Với tổng diện tích 2 hectare ở phường 8 thành phố Đà Lạt, ngoài chánh điện được xây dựng quy mô bề thế, thì nơi đây còn có một số kiến trúc độc đáo nổi tiếng như tượng Phật Niêm Hoa Vi Tiếu có chiều cao lớn nhất cả nước 28m, pho tượng đúc bằng đồng nguyên khối, với tổng kinh phí xây dựng trên 21 tỷ đồng. Việc khánh thành Thiền viện Vạn Hạnh sẽ giúp cho các tăng ni sư, Phật tử trong và ngoài địa phương có nơi sinh hoạt Phật đạo, tôn nghiêm thanh tịnh hơn, đồng thời trở thành địa chỉ tham quan, góp phần trong việc thu hút khách thập phương đến với thành phố Đà Lạt xinh đẹp này. Được biết, hiện nay Thiền viện Vạn Hạnh hiện có 35 tăng ni sư đang tu đạo. Trong những năm qua, các tăng ni sư của Thiền viện Vạn Hạnh ngoài làm tốt bổn phận của người tu hành đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác từ thiện. Trung bình hàng năm, Thiền viện Vạn Hạnh ủng hộ cho các hoạt động nhân đạo trên 100 triệu đồng.